Rồi, rồi chào anh ơi. Rồi chào, cũng chào anh em gần xa ha. Bữa nay mình cũng tiếp tục lên Mai Vàng và Tứ Quý nha anh em. Cũng cảm ơn anh chị em vừa qua ủng hộ mình nha. Rồi, cây số 1 đầu tiên là cây mai xù nha anh em. Mai này xù là 100% luôn nha anh em. Cây này anh em về ghép là chơi là nghỉ rồi nha. Nó xù này mà có đế chân nha anh em. Đế nè, bọng hết chân nha. Là xù đế không nè. Cái đầu trên này anh em cứ chơi thoải mái nha, không có một mẹo chân nha. Đó, đây là nó bụng nó liền hết chân nha anh em, không có là một miếng thẹo mục nha. Không thấy được. Rồi hoành thăng ở đây là được 26 nha anh em. 7-26 ha. Dạ. Rồi trên củ xù trên này là được 31 nha anh em. Trên đây là 31 luôn. Xích trên này bự lắm nha anh em. Chiều cao là 48. Đường kính bầu đó là 130. Rồi mã số 1 đầu tiên này có giá là 8.500.000 nha anh em, bao ship toàn quốc luôn. Một cái xù luôn. Rồi số 1. Rồi. Chịu không? Chịu hai à. Rồi tiếp tục là mã số 2. Cũng một cây mai vàng luôn nha anh em. Dáng thế này cũng quái quái nha. Nếu anh em mà không thích cành này thì cứ tán bỏ chơi siêu phong nha anh em. Cây này nó cũng khỏe cây nha, lên cũng rất đều nha, nó nhỏ nhưng mà nó rất là quái. Bình thăng thì nó nhỏ nha nha. Rồi được 16 bình thăng luôn. Dạ. Cao được 29 luôn. Đường kính bầu nó là 90 luôn. Rồi mã số 2 này có giá là 1.200.000 nha anh em, bao xếp toàn quốc luôn. Tứ quý cái nào cũng được, hay lên như rẻ nào cũng được. Nhiều 9 xì hả? Rồi tiếp tục mã số 3, một cây tứ quý luôn. Số 3 nha anh em, là cây này cũng có cái tử này cũng quái quái nha, đế cũng sổ cao nha, rốt cành đầy đủ, anh em về đóng bo vô cũng mau chơi nha nè. Rồi, cũng đẹp luôn. Rồi mà thăng đây được 25 luôn, đế sổ được 22 luôn, cao tới đỉnh là 77 luôn. Rồi nồi đế nó là 120 luôn. Rồi mã số 3 này có giá là 900.000 bao ship toàn quốc nha anh em. À, bao rẻ cho anh em chơi luôn. Chỉ 900k thôi. Rồi số 4. Số 4 là cũng một cây tứ quý vậy nè. À, gốc cành đầy đủ luôn. Đặt luôn. À, đặt luôn vô đế là sổ rất đều nha nha. Cốt cành này anh em chơi về ghép bonsai mình là cốt cành chi đầy đủ nha. Rồi đo chỗ này là được 30 nha anh em. Đó, còn đo cũ nở nha anh em.
cũ là tới 36 luôn nha. Đó, cũng sát cũ luôn đó là 36 luôn. Cao là 79 luôn. Rồi đế nó là 140 luôn. Rồi mã số 4 này có giá là 2.900.000 luôn, bao ship toàn quốc luôn. Rồi số 5. Số 5 là một cây mai vàng luôn nha nè. Đế là hết sảy luôn nha anh em. Ờ, cây này thì anh em là bỏ tháo ra là bỏ vô bồn trồng luôn nha. À, thuyền nó ra tuyệt khỏe trên nha, kéo đầu nhựa mạnh trên nha anh em. Đế cũ cũ đế sắp luôn nha anh em. Đế sổ luôn nha. Yeah. Dạ. Cây này đo quần thăng nè, đo chắc đo chỗ này chắc được 19 anh em ơi. Dạ, cái này chủ yếu cũ thôi. Cái quầm thì nó nhỏ nhưng mà cái cũ nha. Cũ gì đặt gì là 52 nè. Đó, nguyên cái cũ đặt thì là 52 luôn nha. Cao 51 luôn. Rồi đến là 130 luôn. Rồi mã số 5 này có giá là 3.500.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Một cây mai vàng luôn nha nè. Thân lắc lượng luôn. Rồi số 6. Rồi một cây tứ quý luôn. Cây này là thần môn nha anh em. Đó, anh em dòm coi rễ nè, ăn xuống là dữ dằn lắm nha anh em. Đó, cây này là khỏe lắm nha. Đây, cây này cây đang thường môn nha. Đó, đế là bóp 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 không nè, đế nè. Quá trời đế nó quái nha nè. Dạ. Cây này nó có một cái điểm là bị lũa đây nha nè, mà da đang bò nè. Nó lũa đây nè, xuống nè. Hai ngón tay không hết. Rồi, chút xíu à. Nó tay rồi muốn ấy rồi mà dưới này đang bò lên nha, cái này xuống cái chỉ anh em cho lũa chút nha. Rồi làm được 33 nha anh em. Rồi đế đó là 200. Đế sổ như vậy là được 45 luôn nha anh em. Cao tới đỉnh là 1m3 luôn. Rồi cây này có giá là 6 triệu đồng bao xếp toàn quốc nha anh em. Cây này không có lũa thì cái giá mới cỡ 7-8 triệu nha anh em. Thì nó hơi lũa nha. Cái cây này mà không lũa là 8-9 triệu rồi. Tiếp tục là mã số 7. Cũng là cây tứ quý luôn nha anh em. Cây này là anh em nào mà chơi thôi, cũ nó cục 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 như nè, cũ nó cho luôn. Cốt cành nó cứ ngắt luôn nha anh em. Dạ. Cốt cành nó cứ ngắt luôn nè. Một cái củ đế ra nè đặt cứ ngắt luôn. Rồi bàn thắng nó được 35 luôn. Này đo một cái củ đặt con này luôn nha nè.
cái củ đặc trong này được 90 luôn. 90, củ đặc ha. Dạ, củ đặc luôn. Cao 1m 7 luôn. Đấy cũng xổm nha nè. Đấy xổm được 25 luôn. Rồi mã số 7 này có giá là 8 triệu 300 ngàn luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Rồi mã số 8. Số 8 là một cây mai vàng luôn nha anh em, lùng lực luôn. Đó, cây này đế nó cũng xổm rất cao nha anh em. Rồi hoàn thân được 23 luôn. Cao 37 luôn. Rồi đế nó 120 luôn. Rồi mã số 8 này có giá là 8 không? Rồi 900k luôn. Rồi mã số 9 cũng là cây tứ quý luôn. Cây này cốt cành một cốt luôn nha nè, quay nè, ngắt luôn. Cái cũ quá trời thế, cũ rồi. Cũ đặc chứ ngắt luôn nha nè, cũ rất là có duyên nha. Cây cốt cành là một cốt đều luôn nha nè, chi cành là rất là đều nha, tứ diện luôn. Cũ nó gối rồi nè. Quá trời. Cây này về chơi cái cũ không cũng đẹp như nha. Rồi được 35 hoành luôn. 35. Cái này là củ đặc luôn nha anh em. Rồi củ đặc trong đây là 101 luôn. 101. Cao 1 thước 4 luôn. Đế xổm được 30 luôn. Rồi mã số 9 này có giá là 9 triệu 500 ngàn luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Rồi số 10 là một cây mai vàng luôn. Một mai vàng này quái luôn nha nè. Đế xổm luôn, cao luôn. Thăng là sàn phụ cho nha nè. Rồi mình thăng được 24 luôn. 24 rồi. Cao từ dưới mặt bầu này lên là 49 luôn. Rồi đế xổm được 30 luôn. Rồi đế 120 luôn. Rồi mã số 10 này có giá là 1 triệu 200 ngàn luôn, bao xếp tàu quắc luôn. Rồi, đổi luôn. Lên cái này hay lên cái tứ quý nữa. Rồi 11 luôn. Rồi 11 này là cũng một cây mai vàng luôn nha anh em. Cây gắt đều nha. Đế cũng đặc sắc luôn nha nè. Đế nào cũng đế sắp không nha nè. Rồi hoành thăng này được 29 luôn. Cũ nở nha nè. Cũ dưới này là nó được 49 luôn.
Ngồi đế nó là 170 luôn. Đế sổng cao được 27 luôn. Lên tới đỉnh là 72 luôn. Rồi mã số 11 này có giá là 1.800.000 luôn, bao ship toàn quốc luôn. Triệu tám một nè. Trời ơi, rồi tiếp tục là mã số 12, một cây tứ quý vô. Cây này cốt cành em nè, mà tứ quý mình kiếm cái dáng bay quái gì là cũng hơi hiếm nha anh em. À, đấy là sổ rất là đẹp luôn, rất là dáng bay luôn nha anh em, có cốt cành luôn. À, đế nên dòm nè. Đây là mã số 11 luôn. Cốt cành này chia này anh em, nữa về là ghép vô là nó ra rất là đều nha anh em. Cây mình cũng mới về chưa có chùi rửa sạch sẽ kịp nha không nha anh em. Rồi em đo cái quạnh trên này gì là 30 nè. Còn nếu mà đo chỗ này là cái cũ hết gì là nó tới 43 nè. Đế sổng cao được là 40 luôn nè. Cao tới đỉnh là 1m6 luôn. Rồi đường kính bầu của nó là nồi đế đặt nó là 1m7 luôn. Rồi mã số 11 này có giá là 4.500.000 luôn. Có số 12 chứ. Lộn nha anh em, mã số 12 là mã tây tứ quý nha. 4.500.000 luôn. Rồi 13 là một cây mai vàng luôn, quái luôn. Mười ba này để con quấn nha anh em, cây này nó cũng quái thú nha, chi cành nè, nhưng cái củ nè dữ lắm nha anh em. À, cây này quái luôn. Cành mấy cái này khó đo hoành nha anh em. Rồi 24 hoành luôn. Còn cái này em đo là cái cũ nha anh em. Nguyên cái cũ đặt cái gì là 60 luôn nha anh em. 63 luôn nè. Là cái cũ đặt luôn. Chiều cao nó là 33 luôn. Nồi đế nó là 101 luôn. Rồi mã số 13. Mã số 13 này có giá là 3.500.000 luôn. Bao xếp toàn quốc luôn nha anh em. Đi luôn. Rồi. Đi. Đi. Nhẹ mà. Có gì chém lại. Rồi. Rồi, mã số 14 là một cây tứ quý luôn. Một cây đẳng cấp luôn, là cốt cành đầy đủ luôn nha anh em. Đó, cây này cũng là thùng mô nha. Đó, để anh em dòm nè. Quá trời cái nồi đế nha anh em. Đế lực ha. À, đế này độc luôn. Đế này là cứng ngắt chân nha anh em. Nồi đế này không có là chống mặt nào hết. Đế là bóc bự bự không nha anh em. Nồi đế này. Cây này nữa chắc đo 2 vị trí nha anh em.
em đo vị trí cho anh em giờ thấy nha. À, đo chỗ này là gì nó 43 nè. Đó. À, em đo xích xuống dưới này cái nữa là nó ra tới năm mấy nha anh em. Mà tính 43 thôi nha. Rồi, để sổ này là được 35 luôn. Cao tới đỉnh là chắc 1m7 đi. Nồi đế nó là 220 luôn nha. Rồi, mã số 13 này có giá là 13 triệu luôn. Có xếp toàn. Cái này chắc bao 300 km nha anh em. Mã số 14 chứ. Mã số 14, 13 triệu luôn. Coi xét là 300 km nha anh em. Cái này bao toàn quốc bao không nổi nha. À, bộ đế quá trời nè, cũ cũ đây nè, đế nè. Anh em dòm đế nè. Cứ ngắt trong ngoài là cứ ngắt hết trơn luôn. Sắc bệnh đi. Cái này quay gọi. Chưa. Cái này quay gọi. Quay gọi hả? Vậy là cho hai cây này nữa ha. Hai mấy vàng đi đầu tới cây tứ quý đó chứ đi. Rồi kéo cây cây bự ra đi, kéo đi. Ờ. Hả? Cái này nữa nặng dữ lắm luôn. À. Chắc mà. Hồ cây tôi quý nhiều không ơi. Cái gì? Nắm này nè hiệp. Ừ. Rồi nắm dở được không? Dạ dạ được đấy. Rồi nè. Thôi em qua đây đi, em qua đây đi. Rồi rồi rồi. Lấy cái cày. Nhóc được chưa? 1 2 3. Rồi tiếp tục là mã số 15, một cái máy vàng luôn. Mã số 15 nha anh em. Cây này là cũng bao là 300 km nha anh em. Cây này bầu đất 300-400 kg rồi anh em ơi, nặng lắm. Mà cái này là 3 cây nhập lại nha anh em. Dạ, cái nào chỉ cho anh em nó rõ nha. Một cây nó một cây này 3 cây nha anh em. Rồi vấn đề mình đo tổng hoành hết nha nè. Tổng hoành gì là được 50. Đo cái thằng lớn này thử coi. Rồi mình đo tốt cái trên thằng lớn trước trên này đi cho anh em. Đó là 29 này nè. À. Đế sởm được 55 luôn. Cao từ mặt bầu trên này là tới đỉnh chắc 1m5 luôn. Nồi đế nó là 200 luôn. Một cây thước còn nhiều lắm nha, 200 mấy hơn nha. Dạ, tam tài luôn. Rồi mã số 15 này có giá là 5 triệu đồng chẳng luôn. Co xếp anh em là 300 km luôn. Cây là khiến muốn không nổi luôn nha anh em. Ôm cái bầu nè. Ngắt luôn. Xuống đâu? Xuống đây lặt xuống nè. Xuống cái đi. Xuống quay. Rồi. Quay quay. Rồi. Quay quay. Quay rồi. Cái nữa nè. Cây tứ quý cũng chịu rắc. Cho chúng rồi quay nè. Cái luôn tới. Rồi. Đó. Rồi sao đi. Rồi nè. Chưa nha. Cái này chân nhất à. 1 2 3. Xích vô cái nữa đi. Nóng rồi. Rồi. Rồi mã số 16.
cũng là một cây mai vàng anh em, để nó khủng luôn, để hết nước bộ đế rồi nha anh em, cốt cầm đều luôn. Dạ, cây này anh em vô thả bồn là dữ lắm nha anh em. Rồi Quỳnh Thắng đi là được 43 luôn nha anh em. Đế sởm cao được 45 luôn. Cao tới đỉnh 1m7 luôn nha anh em. Rồi đế đặt đó là 250 luôn. Có 16 không? À. Rồi mã số 16 này có giá là 6.500.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Hi, bao xếp 300 km chứ. Rồi. Rồi. Lên mày 17 rồi. 16, 17, 18, 19. 17. 16. Rồi đây là cây mã số 16, 10 là 6.500.000 bao xếp 300 km nha anh em. 16 ha. Dạ 16. Thấy chưa? Ok. Đây là cái này đó. Rồi tiếp tục là mã số 17. Một cây tứ quý luôn. Cốt cành có ha. Cốt cành có luôn. Cây này đế cũng rất đều nha anh em. À, đế là nổi hết trơn luôn. Đế đặt không nha anh em, đế nhóc trơn luôn, cũng ngắt luôn. Rồi mình thắng được 33 luôn. Rồi đế nó là 170 luôn. Cao 1m7 luôn. Rồi mã số 17 này có giá là 3.500.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Bên trong nữa cây nặng nó để ngoài. Thôi phải lỡ rồi khỏi cái nước mà quay. Nãy thôi. Thôi chỗ này chừng nhớt. Cái này chừng nhớt rồi nha. Từ từ. Rồi thôi tụi bay kéo xe ra đi. Rồi mã số 18. Một cây đây tứ quý đế sổ luôn nha nè. Cây này cốt cành anh em dòm dòm là ngươi đạn luôn. Đó, cốt cành một cốt luôn nha nè. Đế là anh em khỏi chơi luôn nha. Anh em về là không xài cọng gãy này, cắt bỏ luôn nha anh em, xài cho nó gọn, trong này là cũng đẹp lắm nha. Đế trong ngoài có hết luôn. Rồi Hoàng Thăng nó được 35 luôn. Đế sởm được 43 luôn. Cao tới đỉnh 1m6 luôn. Rồi đế đặt nó là 170 luôn. Rồi mã số 18 này có giá là 7.500.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Rồi mã số 19 này là mã số cuối. Cây này quá trời bự nha anh em, tại vì mình không có để bàn quay nổi nha. Cây này rất là khủng nha anh em. Rồi
anh em giờ mà bóc cái này đáng cho con sai nha, bóc cuộn cuộn nha, rồi để là hết hồn rồi để luôn rồi để là ôm không có là xin đây chơi nha, rồi để nè không nhúc nhích chơi nha nè, để là mặt vách nào cũng có hết chơi nha, bốn vách luôn không thiếu nha, rất là quái luôn. Cây này thấy vậy cho kiếm cũng hiếm lắm nha anh em, bonsai mà rất là đẹp nha. Đấy. Đấy. Đẩy đây đẳng luôn. Cho anh thấy tường anh quay vòng vòng luôn. Rồi. Quá trời nồi đế nha nè, coi nè, bao nhiêu nè, à, khủng luôn, không có thiếu mặt nào hết luôn nha nè, bốn vách nè, nó thả, mặt nào cũng đỉnh hết, này bonsai nha nè, thôi được rồi, trên quay gì vậy? Đế là quá trời luôn. Đây là mã số 19 là mã cuối nha nè. Đây là 52 nha nè. Dạ. Chiều cao này 51 nha nè. Đế sổ xuống vậy là 60 luôn. Đó, đế sổ vậy là 60 nè. Đó, trên 60 nữa nè. Cái nồi đế đặt, nồi đế đặt thì chở 300 quá cái thước là còn có chưa được con nửa bọng nữa nè. Dạ. Đế là 300 luôn. Cây này là chỉ bao là 300 km nha anh em. Cái cây này là bao toàn quốc qua không nổi nha. Rồi mã số cuối này có giá là 25 triệu bao xếp 300 km. 25 triệu. 25 triệu bao xếp là 300 km nha anh em. Tại vì cây này nó khủng dữ lắm nha anh em, ở ngoài anh em dòm là giật mình luôn, quá trời cây. Rồi cái này anh em ghép còn rất là đẹp nha. Rồi cuối video cũng chúc anh chị em được nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc nha. Xin chào tạm biệt anh chị em.